Hello, xin chào cô chú các anh chị nha. Cảm ơn cô chú các anh chị đã quay lại kênh channel người Sài Gòn. Dạ, em đang ở thị trấn Tầm Du nè quý vị ơi. Thì cô bác đường xa có nhà ở khu vực này không? Dạ, em đang từ ở thị trấn Tầm Du và em muốn đi về về xã Tân Kim. Bây giờ chắc em về đi phà Kỳ Son kênh như thế nào nha quý vị. Phà Kỳ Son, em đang ở thị trấn, bây giờ em sẽ đi về quốc lộ Hương lộ 27 về chợ Kỳ Son. Lộ trình của em như thế. Bây giờ mời cô chú với anh chị chị em đi về đi chung với em nha, để tham quan và chiêm ngưỡng về những cung đường và ngày xưa ngày trước các anh chị em có hoặc đã đang ở đây không. Nếu có thì cho em một lời bình comment góp ý. Tại là chiều 14 giờ rồi. Thank you.
chú để nhận thông báo video mới nhất nha quý vị cô chú các anh chị em ơi. Camera. Ờ. Cái đó.